Alo, bà con nghe rõ không? Bà con nghe rõ không? Rồi. Hôm nay là mình học kinh gì nè? Hôm nay là học kinh đại khái đấy. Đại khái đó là nhớ kỹ, nhớ kỹ cái phần giải thích về 12 duyên khởi, thì bà con hoàn toàn có thể đọc hiểu các cái bài kinh trong cái chương này, hoàn toàn có thể đọc hiểu những cái bài kinh trong cái chương này. Bởi vì mỗi kinh chỉ có một số cái chi tiết khác nhau, nhưng mà cái nội dung ấy thì vẫn tập trung ấy trong 12 duyên khởi. Như vậy thì mình thấy bài kinh Kaspa, kinh Kaspa, rồi tiếp theo rồi kinh Timbaruka Sutta, rồi kinh đó là hai kinh đúng không? Timbaruka, hai kinh này có nội dung giống hệt như kinh Moliya. Chứng nhận như kinh Moliya Pakunasutta hả? Như vậy thì tiếp theo là mình so sánh với kinh này là kinh Hiền Ngu. Tiếp theo là so sánh kinh Hiền Ngu. Nội dung là thân tâm của người ngu và người trí đều là quả của quá khứ, đều có khổ lạc như nhau, nhưng điểm khác biệt là người trí mang thân sinh tử nhưng biết lấy đó ở để tu tập phạm hạnh hướng đến trong thân sinh tử này, lại đầu tư thân sinh tử khác. Đó, nguyên bản kinh thì có nội dung vậy thôi. Rồi bây giờ tôi mới giải thích là tại sao mà cái thân tâm của người trí và người ngu đều là quả của quá khứ là sao. Cái này phải nhớ rõ, phải học kỹ chỗ này. Thì do nghiệp quá khứ ta có thức tái tục, nó vốn là tâm quả, rồi từ đó mới có tâm chủ quan là hữu phân, cũng là tâm quả. Đó, rồi cái mắt, tai, mũi, lưỡi của mình đó cũng là tâm quả. Cái này tôi giảng chung cho những người có học A Tỳ Đàm và không có học, thì tôi đành giảng chung thôi, chứ tôi không thể nào tôi giảng riêng một đối tượng nào hết nha. Tôi đành thôi, nói chung vậy đó. Tức là cái tâm tái tục, cái tâm đầu thai của mình ấy, mình muốn đi vào cảnh phạm thiên hay là cái địa ngục, hay là làm trùng, làm dế, làm dồi, làm bọ, làm chuột, làm rắn gì đó nữa, thì cũng phải có cái tâm đầu thai, cái tâm tái tục đó, thì cái tâm đó chính là tâm quả có từ cái thiện ác quá khứ. Rồi tiếp theo đó là sau khi mà mình đã có được cái thân ở cái cảm giới đó rồi đó, thì mình lúc thì mình thấy, lúc mình nghe, mình ngửi đó, thì còn cái chuyện mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi mà phát khởi cái tâm thiện hay là tâm ác, thì cái phần đó là phần của mỗi người. Tiếp theo phần đó là phần nhân thiện hay nhân ác. Nhưng mà căn bản á thì sáu xứ và lục nhập á thì nó chính là quả của quá khứ mà có. Nhớ nha, nhớ. Quân nè, hàm nè, nghiệp hữu nè, là pháp nhân. Còn lại đều là pháp quả. Nhớ cái đó. Làm ơn trong thời gian mình học cái này, mình làm ơn có tờ giấy trắng trước mặt của mình, vẽ nó có vòng tròn, nó gồm 12 cái mắt xích. Vô minh duyên hành thành duyên thức, rồi từ đó mình mới thấy tên đó là chỉ có vô minh ấy
vô minh, hành, ái, thủ, nghiệp, hữu là cái pháp nhân thôi, còn lại là pháp quả hết, tức là nó do nhân mà có. Như vậy mình có vẽ ra như vậy, mình có hiểu như vậy, mình mới thấy cái đời sống mình nó chỉ có hai phần nhân và quả thôi. Thì đối với người trí á, người ta dùng cái sáu căn để mà người ta tu tập, có nghĩa là khi người ta thấy cái gì đó thì đó là cơ hội để người ta tu tập. Khi thấy người ta chỉ biết là thấy thôi, thì cái biết đó đó là cái phát hiện đó. Nghe ngửi cũng vậy, khi người ta nghe cái tiếng gì người ta chỉ biết ở đây mà nghe thôi. Lúc đó có một cái bực mình hay là một cái đam mê, một thích thú gì đó xuất hiện, người ta biết ngay. Mà khi mà người ta nhận diện được nó thì nó lập tức cái biết mất, lập tức cái biết mất. Buổi đầu á, thì cái chuyện này nó hơi khó à, nhưng mà về lâu về dài đó, ngày dài tháng rộng hả, thì hãy mình nhận diện được nó là nó biết mất. Còn cái người mà yếu, người mà non á, thì thứ nhất là kiến thức Phật pháp ít quá, mình không biết cái nào nó là phiền não, cái nào nó phát triển mình không biết, chỉ biết cái gì mà nó thô thôi. Bà con còn nghe không? Thí dụ như người ta, tôi nói thô làm sao? Thí dụ như là một sự nổi giận thì mình biết ở đây là nổi giận, mình ăn ngon thì mình biết ở đây là tâm tham, nhưng mà có những cái tế mình không có thấy. Thí dụ như khi hai người đang tranh cãi, nói chỉ tranh cãi thì nặng quá, đang bàn luận về Phật pháp đi, trong lúc đó rất có thể là tâm sân nó xen kẽ liên tục, nhưng mà mình không có ngờ, mình cứ nghĩ là mình đang nói chuyện Phật pháp làm gì có tâm sân. Tâm sân là cái tâm không phải là tâm trí tuệ, không có trí tuệ đi chung. Rồi rõ ràng là mình đang cãi như vậy thì mình phải dùng trí chứ, mình phải suy nghĩ chứ, mình mới cãi được chứ. Kinh này nói như vậy, kinh kia nói thế kia, mình phải dùng trí mình mới cãi được. Nhưng mà nếu mà là hành giả đó, thì hành giả mới phát hiện ra rằng là trong lúc mình tranh cãi như vậy đó, ngã mạng có, thậm chí có tà kiến của mình nữa. Ngã mạng, mà đặc biệt là ngã mạng này, nó tâm sân. Hai cái nó cứ là sự kiện liên tục. Ngã mạng là cái mình hay, mình giỏi, mình thấy người ta dở hơn mình. Còn cái tâm sân ở đây đó có nghĩa là sự khó chịu khi mà nghe người ta không có chấp nhận cái quan điểm của mình. Thì cái chỗ này mình khi nào mình nổi nóng lên mình mới biết là mình đó tâm sân. Chứ còn nếu mà chưa thật sự nổi nóng thì những cái điều đó là nó xen kẽ mình không thấy. Đó là một chuyện. Rồi một chuyện nữa là tôi chẳng hạn như là trong cái mùa dương y đi, mình ăn mặc cái thôi diêm dúa đũa là sạch sẽ sở hoa què dòng vàng nữ trang, rồi áo dài áo ngắn tùm lum hết, rồi trên đầu đội một cái mâm. Thì tự nhiên mình đi vô trong cái chỗ đám đông đó, mình thấy mình quan hỷ quá, mình thấy người ta rải hoa, rồi thấy mùi hương của hoa lài. Rồi tại sao tôi nhắc về mùi hương hoa lài, tôi nhắc riêng bởi vì đây là cái đặc điểm của lễ Việt Nam. Vô trong chùa mà nghe tiếng chư tăng thử chào hỏi nhau, rồi có mùi hương hoa lài là tự nhiên thấy nó lễ rồi. Rồi lúc mà đọc cà sa quay đức chi bằng sắc vàng thanh đọc gì đó ha, thôi nó vui biết rồi bao nhiêu. Mà lúc đó mình đâu có biết là lúc đó là cái thiện thì có đó phải không, nhưng mà cái ngã mạn nó nhiều lắm. Bởi vì hôm nay mình là thí chủ mà, còn tệ hơn chút nữa là hôm nay mình mặc áo đẹp mà, cái mâm mình đội lên đầu là cái mâm bự nhất ở đây mà ha. Đó là những cái mà mình không có ngờ được, là ngã mạn đó là tham ấy, mình không có ngờ. Chỉ có hành giả và tự nhiên là chuyên tu á, họ mới nhận được cái đó. Bởi vì nói thật ra đó, cái sự khác biệt giữa cái tâm thiện và cái tâm tham ấy, nó xa lắm. Tại vì mình không phải là người có học A Tỳ Đàm, cũng không phải là cái người hành giả tín niệm xứ. Còn nếu có học thì học lơ mơ, mà có tu tín niệm xứ mình cũng tu lơ mơ. Chứ còn nếu mà chuyên tâm đó, thì các vị mới còn nhớ ba hạng hành giả Vipassana hay không? Trong rung còn nhớ ba hạng này không? Hành giả bậc hạ là tu chánh niệm theo thời khóa ngoài lúc đó ra thì sống sao cũng được, có nghĩa là sáng dậy hành thiền là mình đi hành thiền chung với đại chúng là 1 tiếng, 2 tiếng rưỡi, rồi đi kinh hành với đại chúng là nửa tiếng.
rồi mình về phòng mình ngồi riêng là một mình đặng tiếng nha. Rồi tới giờ cơm cũng phải chánh niệm, không cái chuyện nó kỳ, cũng thông thả chậm chạp bình tĩnh ha. Xong rồi mình về ngủ, nhất lúc mình ngủ là coi như thoải mái ha. Ngủ rồi nó đã, rồi mình chuông đồng hồ nó reo rồi đó, là mình bật dậy là bắt đầu mình chạy lên thiền đường, mình ngồi chung với người ta 2 tiếng, rồi mình kinh hành 1 tiếng nữa đó. Nói chung là mình cứ theo thời khóa đó ha. Rồi ngoài nó ra là mình bắt đầu mình lãng lãng, thấy không ai để ý là mình lãng, mình đi ra phố ha. Rồi mình tụ năm tụ ba nói dốc tám cái này tám cái kia, kể chuyện tầm bậy tầm bạ, gọi phone rồi vô thư viện rồi online chit chat Facebook email tùm lum hết. Thì cái đây là bậc hạ ha, có nghĩa là tu ngoài cái thời khóa rồi không làm gì là làm. Còn bậc trung ấy là ngoài cái thời khóa chỉ làm điều lành đó, ngoài cái thời khóa là chỉ làm điều lành, và lúc đó chánh niệm không cần thiết đó. Có nghĩa là khá hơn cái bậc hạ, có nghĩa là tuy người bậc hạ đó là ngoại khóa là họ đi chợ búa, họ vui chơi ăn uống liên lạc, còn mình đó thì không, mình chỉ có gọi là quét dọn trong chùa, trong thiền viện, rồi đi nghe pháp, rồi tụng kinh, rồi coi sách thiền, chứ mình không có làm gì tầm bậy tầm bạ. Mà lúc đó thì chánh niệm nó không cần thiết đó, nó khổ vậy đó, nó gọi là bậc trung. Còn bậc thượng ấy là từ lúc thức dậy cho đến khi ngủ lại luôn chánh niệm 100%. Đó, cái bậc thượng á, từ lúc thức dậy mà cho tới khi mà ngủ lại là ban đêm đó nha, gọi là bây giờ ngủ trưa. Ví dụ như sáng là 3:30 mình dậy á, là mình vừa giật mình vậy là bắt đầu mình phải chánh niệm rồi. Chánh niệm suốt, mình có làm cái gì đi nữa mình cũng chánh niệm suốt. Mình có lên mình ngồi chung với đại chúng hay là không lên, mình ở lại dưới cốc của mình đó, dưới phòng của mình đó, thì mình vẫn như vậy, không thay đổi, không thêm bớt gì hết nha. Cứ là suốt như vậy đó cho tới giờ mình ngủ trưa. Thì lúc ngủ thì thôi không biết gì hết, nhưng mà vừa trở mình thức giấc một cái là bắt đầu mình niệm suốt cho tới tối ha. Tới tối là khi nào mình sẽ chìm vào giấc ngủ thì thôi, mà mình chưa ngủ là bắt đầu mình còn niệm suốt. Thì cái người như vậy đó được gọi là bậc thượng. Bậc thượng thì mình thấy rõ ràng có một sự khác biệt rất là lớn của cái người ngu và người trí. Một người đó là trong cái thân sanh tử thì lại tìm cái đường để mà giải thoát, lìa bỏ nó, bởi vì họ nhàm chán, họ sợ hãi nó. Còn một người đó thì mang cái thân sanh tử này nè, thì lại đầu tư cho một cái thân sanh tử khác. Mà đầu tư làm sao? Là dùng cái quả, tức là 6 căn ấy, để mà dùng cái 6 căn đời này để mà tìm kiếm thêm 6 căn của đời khác. Đây chính là sự khác biệt giữa người ngu và người trí, chỉ vậy thôi. Mà tôi nhắc lại, trong suốt thời gian học phẩm này đó là phải ôn lại cái lời giảng của tôi, hoặc là ôn lại theo kiểu của quý vị thì kệ ha. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phải ôn lại cái nội dung của 12 duyên khởi. Thì hãy nhớ 12 duyên khởi thì tự nhiên kinh nào ở trong cái phẩm này mình cũng hiểu hết. Đó, nhưng mà nhớ vậy đó, nhớ cái hành giả tính xứ gồm 3 hạng như vậy. Thì bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Mình làm ơn nhớ giùm là đừng có tưởng là khi nào mình đi thiền viện mình mới là hành giả. Hiểu như vậy là hiểu tầm bậy nha. Tôi nhắc lại, đừng có hiểu bậy bạ là khi nào tôi đi hành thiền tôi mới là hành giả. Không phải. Mà vấn đề là mình dễ vui hay là mình tinh tấn, chứ không phải là trong hay là ngoài thiền viện. Đó, cái câu này phải nhớ. Tôi làm biến viết rồi, tôi chỉ nói rồi. Vấn đề là mình dễ vui hay tinh tấn, chứ không phải là vấn đề nó nằm, không phải nó nằm ở cái chỗ là mình ở thiền viện hay là ngoài thiền viện. Bởi vì nếu mà mình tinh tấn ấy, thì mình phải thường trực để ý. Thì tôi nói rồi, cái gì phải do tập nhé. Buổi đầu ấy, thì nó lơi lỏng,
lơ là hả, nhưng mà về lâu về dài nó quen, nó quen dần. Sẽ có một ngày á, các vị thấy rằng á, giây phút nào mà các vị sống có chánh niệm ấy, cái đó là giây phút an toàn, giây phút an lạc. An toàn là sao? Là mình không bị tấn công từ bên ngoài. Còn an lạc á, có nghĩa là lúc đó là coi như là mình nhẹ nhàng thanh thản, bởi chính vì mình không bị tấn công á, cho nên mình mới được an lạc. Mà tôi sợ chữ tấn công nên nhiều người nghĩ là chữ quá nặng, mà thật ra chữ quá đúng, thậm chí chữ nó quá nhẹ nữa. Tôi cũng kiếm cái chữ khác còn ghê hơn nữa. Vì sao? Là bởi vì đó, chỉ cần mình lơ đễnh một chút, một cái câu nói của ai đó, một ánh mắt của ai đó, một nụ cười của ai đó, một thái độ, một cử chỉ của ai đó, chắc chắn sẽ làm cho mình phiền, phiền ghê lắm. Nhớ nha, cái sự an lạc của mình nó rất là mong manh, quý vị biết không? Nó rất là dễ bị tấn công, nó rất là dễ bị mất mát, rất là dễ. Đừng có tưởng là mình giàu, mình trẻ, mình đẹp đó, rồi là mình sung sướng hạnh phúc, nói như vậy là sai bét nha. Mà chỉ cần không có chánh niệm thì cái hạnh phúc của mình nó dễ dàng bị tấn công từ những cái chuyện không có đáng. Ví dụ như là một ánh mắt qua đó, họ lừa mình trong buổi lễ đó, họ lừa mình cách họ nhìn mình, Việt Nam gọi là nhìn điểu á, là đủ để đâm người ta chết rồi. Các vị biết cái này mà, các vị cái trong râm nữa thì ai biết, ai biết nhìn điểu không ta? Nó nhìn mình cái kiểu mà nó coi mình nó ra cái gì hết, mình không có ăn của cha nó mà tự nhiên nó nhìn mình nó ghét à, đã không? Mình không niệm nên là mấy đó mình nổi dịch đó nha. À, mà trong tâm là tôi dùng tất cả những ngôn ngữ, những khái niệm của trong nước và ngoài nước cho cả hai phía được nghe. Chứ hình như tôi vừa dùng cái chữ nhìn điểu đó. Có nhiều người nó kỳ dữ lắm, mình không có trong ghẹo hết, họ nhìn mình đó là mình đã điên lên rồi. Rồi cái cách nói cạnh nó khóe, tôi biết rất là nhiều người họ có một tật xấu mà không có tha được. Cái tật đó tôi gọi là cái tật của bàn xanh đó. Tại sao tôi nói nặng như vậy? Bởi vì chỉ có cái loại bàn xanh nó có tật đó. Có nghĩa là như con rắn hay con chó, con cọp, người ta không chọc nó cũng được cách nó tấn công. Có nhiều người có tật rất là xấu, là người ta không chọc kẻo gì mình á, nhưng mà luôn luôn mình tìm cách mình nói cạnh nó khóe người ta. Biết có bị hiểu gì cạnh khóe không? Tức là người ta không chọc kẻo gì mình hết, nhưng mà cũng phải tìm cái cách nào đó để mình nói móc, nói sỏ, nói cạnh, nói khóe, nói xiên, nói xéo, rất là lạ. Nhiều người có tật lạ luôn như vậy. Mà nếu mà mình không có chánh niệm thì các vị biết cái giống cái thứ người này nó đầy ở đây, ở ngoài đời, ngoài chợ đó nó đầy, không nói trong chùa đó nó cũng nhiều, 1 tỷ trong chùa, cái loại người nó nhiều lắm. Người ta không có chọc gì mình hết á, nhưng mà tập dịp đó là mình nói cạnh nó khỏe, nó móc nó sỏ. Cho nên là chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một thái độ, một cử chỉ của người khác vẫn có thể làm cho cái tâm sân mình nó xuất hiện. Rồi còn tâm tham thì khỏi nói, có rất là nhiều cái cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị nó làm cho mình đam mê, mình ưa thích. Thì dĩ nhiên tôi nói rõ, tôi không phải là thiền sư, không phải là hành giả, cũng làm sao tôi dám nhận tôi là người trong sạch là chân tu, làm sao tôi dám. Nhưng mà có cái này tôi dám nói, đó là bất cứ giây phút nào mà bà con mà thất niệm thì tôi hứa đó là bà con khổ là coi như là 200%, chứ không phải là 100 mà là 200, là bảo đảm luôn đó, có nghĩa là 100 rồi còn thêm 100 không để bỏ túi nữa đó. Tức là thất niệm rồi nó khổ dàn trời, nó khổ chịu không nổi. Thất niệm tức là muốn mà không được là khổ, không muốn mà phải gặp, phải nghe, phải nhìn, phải thấy là khổ. Hả? Cái nghĩa là tham nó cũng làm cho mình khổ, mà cái sân nó cũng làm cho mình khổ, chưa kể là cái mạng, cái ái, cái kiến, cái kiến là cái tà kiến đó. Cái tài kiến mà cho mình khổ. Theo đuổi một cái pháp môn tào lao thiên tướng, một ngày nào đó phát hiện ra phiền não mình vẫn còn nguyên, mà coi như đó là mất thời gian quá nhiều cho một cái pháp môn tầm bậy tầm bạ. Tôi không có nói rõ nha, làm ơn đừng ép tôi. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tức là vì thích thầy, thích cái chùa nào đó, thích cái kiểu mà tổ chức quần chúng, cái kiểu mà coi như là PR nào đó, rồi đi theo đuổi một pháp môn rồi đó, nhất là mình hay các bạn tu hùa đó, tu hùa tức là thấy cho nó đông, thấy cái pháp môn nào nó đang trở thành trào lưu, nó đang nổi tiếng thì hè nhau mà chạy theo. Nhưng mà khi đêm về ngồi một mình trong bóng tối,
thì mình mới thấy rằng cái pháp môn đó nó chẳng có đá động, nó không có hề hấn gì tới cái công phiền não của mình hết. Nhớ nha, cái này nó quan trọng lắm. Cái pháp môn Đức Phật thì có dạy cho bà Gautami đó, cái con đường nào, cái pháp môn hành trì nào mà mình càng theo đuổi đó, mà mình càng dễ nuôi chứ không phải là dễ ngươi. Mình nói nghe rõ, là bẩm sinh nó bị ngọng, dễ nuôi à, rồi trở thành cái người là thiểu dục. Thiểu dục là không có thích tùm lum, rồi trở thành cái người tinh tấn, trở thành cái người thích sống một mình à, thì đó là chánh pháp à, mà ngược lại đó là không phải lời Phật à, là tà đạo. Xem lại Tăng Chi bộ phần 8 chi. Cái pháp môn nào mà mình càng theo đuổi đó, mình càng an lạc. Có cái vụ đó nữa, càng an lạc khi mà tu tập hành trì á, thì đó mới là chánh đạo. Còn cái vụ đó nữa đó, càng tu tập mình càng an lạc, càng tu tập đó, mình càng trở thành cái người thiểu dục, càng tu tập mình trở thành cái người tinh tấn, càng tu tập đó, mình lại càng có sống một mình à, thì đó mới là chánh đạo, là Phật ngôn, là lời Phật. Và cái pháp ngôn nào mà mình cứ theo đuổi mình 5 năm, 10 năm mà thấy mọi thứ nó y nguyên như cũ thì mình phải xét lại. Một khi thấy chỉ mất thời gian à, mà không được gì á, thì ta phải xét lại pháp môn mình đang theo đuổi hoặc cách thức ta đang hành trì hay bối cảnh xung quanh. Phải xét ba cái đó. Một là phải xét lại cái pháp môn mà mình đang theo đuổi, hoặc là cái cách thức mà ta đang hành trì, hay là cái bối cảnh xung quanh. Phải như vậy. Chứ mình phải là con nít mà cứ cắm đầu cắm cổ làm cho lời người ta, rồi được hay không không quan trọng. Mà tôi nói 3.500 lần là mình ăn á, mình ăn, mình uống ha, sử dụng thuốc men á, thì mình luôn luôn cẩn thận ha. À, là sợ dư đường, dư mỡ ha, sợ cao máu ha, sợ cái này cái kia. Mà trong khi đó là về đời sống tinh thần á, thì coi như bỏ ngỏ. Có nghĩa là mình rất là thờ ơ. Mình chỉ cần mình thích cái ông thầy nào đó à, mình thích cái tổ chức nào đó, mình mê cái vẻ ngoài của một cái pháp môn nào đó, mình đắm đuối trong một cái lời hứa hẹn nào đó, rồi cái mình theo đuổi một cách rất là hồn nhiên, vô tư, nhẹ dạ cả tin. Như vậy rõ ràng cái con người của mình ấy, là cái con người có nặng vật chất hơn là tinh thần. Là vì sao? Là vì đối với sức khỏe đó, thì mình rất là cẩn thận. Đối với cái tấm thân, cái cục nợ mấy chục ký này đó, thì mình sợ đủ điều hết á. Sợ dư cái này, thiếu cái kia, bệnh này, bệnh nọ. Nhưng mà về tinh thần thì mình rất là dễ dãi. Thì điều đó có nghĩa là con người mình có nặng vật chất rồi. Nói vậy thì không chịu, nó khổ vậy đó. Bây giờ mình tưởng tượng đi, một đứa là con riêng của chồng, của vợ, còn một đứa là con của mình. Thì con của mình á, thì là mình cứ lo cho nó đủ điều, sợ nó dư cái này, sợ nó thiếu cái kia, sợ nó bệnh cái nọ ha. Trong khi con riêng của người kia đó thì coi như mình không có màng, mình nghĩ kỹ có phải không. Cái đó rõ ràng nó có gọi là phân biệt đối xử ha, có cái phân biệt đối xử. Mà trong khi đó đó là tinh thần vật chất của mình cũng vậy. Cái miệng mình á, mình nói mình là Phật tử, chứ thật ra 99% là coi nặng vật chất. Thì cái chữ coi là 4 cái chữ mà coi nặng vật chất là nhiều người họ sốc dữ lắm. Họ tưởng là nói họ coi nặng là tiền bạc, không phải. Mà coi nặng vật chất ở đây nó bao gồm luôn cả cái tấm thân này của mình nữa hả. Có nghĩa là mình sợ nó bệnh, mình sợ chết yểu, mình sợ nó xấu, mình sợ nó già, tùm lum hết.
Mà trong khi đó cái tâm của mình, cái đời sống tinh thần của mình, cái pháp môn hành trì, cái vấn đề, cái đề tài suy tư của mình thì mình coi nhẹ sao cũng được hết. Mình giao phó cho tăng ni, giao phó cho sắc trở, giao phó cho cái thiên hạ xung quanh, thì cái đó phải ngu cái gì nữa. Đó chính là sự khác biệt giữa người ngu và người trí. Rồi tiếp theo là cái bài kinh duyên. Tiếp theo là bài kinh duyên. Đây. Tiếp theo là bài kinh duyên. Đó, tiếp theo là bài kinh duyên. Cái bài kinh này là bài kinh mà tôi nhắc lại cho bà con. Nếu bà con có ai trước mặt mà mở ra dùm cái bài kinh bản tiếng Việt cho ta, hay là cứ ngồi nghe không mà nó rầu ở chỗ đó. Tôi tính có lúc tôi ngưng quá. Nếu mà bà con mà lơ mơ thì chắc mình ngưng thời gian để bà con giống như có thời giờ đó mà coi lại cái cũ ha. Chứ còn cái giảng liên tục như kiểu này, nó bài nó nhồi bài, bài nó dồn bài, cái này nó là nghe không nổi. Ngưng khoảng chừng còn nghe không, các vị còn nghe không? Có cái người nào họ nói họ bị giật, bây giờ làm ơn đó, cái người nào bị giật đó làm ơn á, đi hỏi bạn mình giùm nha. Làm ơn hỏi bạn mình đi, chứ bây giờ tôi như vậy đó. Ok, còn vui làm sao. Chứ còn mà quý vị thông báo ra tôi rung lắm, tôi nghe rồi tôi rung rồi, tôi nghe rồi tôi muốn tắt máy rồi. Bởi vì không có gì nó khổ cho bằng đó, là mình như mình cái khổ ra mình giảng mà ta mới nghe được cái gì hết nha. Nghe là bắt đầu rung rồi đó. Cho nên tôi nhắc lại đó là có thể mình sẽ nghỉ một thời gian để cho bà con coi lại. Rồi khi nào bà con thấy mà coi như nó đã tinh thông nhỏ nhẹ rồi, đó là mình mới trở lại nha. Ok, thì ở trong cái bài kinh này nè bà con, nếu mà có mở được cái bản tiếng Việt á, thì trong cái bài kinh duyên, cái bài kinh mà mình đang học đây nè, bà con sẽ thấy một cái chữ rất là quan trọng mà bà ông tôi nói rồi. Cái chữ này đó, bây giờ tôi giảng nội dung trước đi. Là Đức Phật Ngài giảng cho chúng ta nghe rằng đó là dầu cho, dầu cho Như Lai, và chư Phật nói chung, ngài xài số nhiều là các đấng Như Lai có ra đời hay không, thì an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Cái này đó là phải nói đó, là nếu mà bà con mà đọc kỹ đó thì mai ta cho tổng pháp không hiểu cái này cái gì. Có nghĩa là dầu chư Phật có ra đời hay không đó, thì cái chuyện mà sanh lão bệnh tử đó nó vẫn là có mặt ở đời, cái chuyện đó nó vẫn diễn ra ở đời này. Đó, nó như vậy đó, nó vẫn diễn ra ở đời này, nó vẫn diễn ra ở cuộc đời này, dầu chư Phật có ra đời hay không. Thì sanh á, có một sự có mặt ở đời này nè, nó là cái nguồn gốc để tạo ra sầu bi khổ u não. Và dầu chư Phật có ra đời hay không thì cái sanh này là nó vẫn được tạo ra từ nghiệp hữu, có nghĩa là từ nghiệp thiện ác đều hết thứ. Dầu chư Phật có ra đời hay không á, thì nghiệp hữu nó được sanh ra từ tứ thủ. Bây giờ bà con nhớ tứ thủ không? Dục thủ là chấp chặt trong sự hưởng dục, kiến thủ là chấp chặt trong quan điểm suy tư sai lầm của mình. Giới cấm thủ là chấp chặt đường lối hành trì sai lầm, nằm ngoài bát chánh đạo, lưỡi ngã tập thủ là chấp chặt vào ý niệm tôi là của tôi. Đó, nhớ vậy đó. Thì dầu chư Phật có ra đời hay không á, thì á, chúng ta cũng có mặt ở đời này bằng
cái sự tác động của nghiệp thiện ác. Mà cái nghiệp thiện ác đó trong lúc này được gọi là nghiệp hữu, hả? Mà nghiệp hữu đó nó được hình thành ra từ cái chi, từ tứ thủ. Và tứ thủ là cái gì? Thì dục thủ là sự chấp chặt trong sự hưởng dục. À, cái này ngon nè, cái này thơm nè, cái này mềm nè, cái này êm nè, cái này ấm nè, cái này nó mát nè, à, thì đó gọi là sự chấp chặt trong cái hưởng dục. Thì ít mỏng mềm nhẹ thì gọi là ái, mà ở một cái mức độ không có thể tháo gỡ được thì gọi là thủ, chỉ vậy thôi. Còn cái kiến thủ á thì là cái sự chấp chặt trong cái quan điểm suy tư sai lầm của mình, là tôi suy nghĩ vậy là đúng. Hồi trước mình chưa biết đạo thì mình nghĩ về chuyện này chuyện kia theo quan điểm cá nhân, hoặc là quan điểm mà mình quan điểm khoa học mà mình học được từ trường lớp. À, ví dụ như mình không có tin cái loài phi nhân, rồi mình không có tin cái gì mà mình không có chứng minh được. À, mà trong khi đó đó phải nói đó, một cái người thông minh, một cái người mà bình tĩnh, họ sẽ tự hỏi mình hai câu thôi, một câu thôi. Ta bác, ta tin điều gì đó vì ta chứng minh. Rồi, đây là câu thần chú. Hãy mỗi lần mà tôi nói thần chú là bà con phải viết vô trong sổ tay, hả? Nếu bà con có lòng học đạo. Còn nếu mà bà con không có lòng học thì đâu có lý do gì mà mình vô trong đây, hả? Cái câu thần chú nó như thế này. Khi mà ta tin điều gì đó, đó là vì ta có thể chứng minh là nó có. À, còn nếu muốn phủ nhận điều gì đó thì ta cũng phải chứng minh được là nó không có. Tôi có kể hoài cho bà con nghe cái chuyện mà cái lần đó tôi có một cái bài giảng ở trong thiền viện Phước Sơn ấy. Năm đó tôi trẻ lắm, thì năm nay tôi 46, thì từ ra 20 năm là lúc là tôi còn trẻ lắm. Thì tôi giảng xong thì có hai cái ông cư sĩ già tóc trắng, à, thì họ mới đi theo tôi rồi xuống bờ suối. Hồi xưa tới thì tôi ở suối chùa Phước Sơn á, chỉ có cái cốc kia, thì ghé đó có một đêm hai đêm rồi tôi đi. Thì một ông á là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, còn một ông á là thiếu tá nước rồi bây giờ. Thì khi mà ông kia đi học tập, ông đi tù xong ông về đó, thì coi như ông đã là công dân bình thường, thì trong đời sống thì gặp nhau cũng què thôi, chứ có gì hết, chứ trước đó ông Lâm mà cầm nhau của đó là xong rồi đó. Thì hai ông do cái nhân viên nó xô đẩy như thế nào đó, mà hai ông lại gặp nhau trên Phước Sơn ấy, thì lại trở thành bạn. Thì sau buổi giảng ông dắt nhau đi dạo sẵn ông thấy mình hỏi đó, ông vô ông hỏi. Thì cái ông mà ông cái ông mà thiếu tá của miền Bắc ấy, ông hỏi tôi rằng thầy có cách nào mà thầy chứng minh là có ma quỷ, có kiếp trước kiếp sau, có luân hồi, có quả báo, nếu mà thầy chứng minh được thì tôi theo thầy liền. Ông không phải là ông ghét bỏ gì mình, mà bởi vì ông muốn đi hành thiền, ông nghe nói có cô Thu, có ngày Kim Triệu gì đó về đó, thì ông cũng tới không hành thiền cho cái lòng nó nhẹ, thì ai rủ ông. Nhưng mà trong lòng ông cũng có điểm bất an, là biết những cái điều mà trong kinh nói có thì có kia mới có hay không. Thì ông gặp ông, tôi nghĩ là cái câu đó ông đã hỏi nhiều người rồi. Thì bữa ông gặp chúng tập tôi cũng đem câu ra ông hỏi, thầy cách nào chứng minh được tôi sẽ theo thầy liền. Thì tôi nói rằng tôi không dám nghĩ anh chị bắt theo tôi, nhưng mà để trả lời câu hỏi của bác thì tôi xin đề nghị bác một chuyện thôi, đó là bác đòi hỏi tôi phải chứng minh là những cái chuyện đó nó có thì bác mới theo tôi. Thì tôi xin bác một điều ngược lại, là nếu mà bác chứng minh được là những cái đó không có thì tôi xin theo bác. Bác đi đâu theo bác, bác ăn cháo ăn rau gì tôi cũng ăn theo. Cho nên là tôi thấy ông có lẽ rất là vui với câu trả lời đó, có lẽ rất là vui. Có nghĩa là một là mình muốn tin điều gì đó là mình phải có cơ sở, phải có nền tảng để mình mới tin đó. Nhưng mà mình muốn bác nó, mình cũng phải có thể chứng minh rằng nó không có chứ. Nha. Thì tôi chỉ đang nói về cái đoạn kiến, chứ chưa nói cái thường kiến. Thường kiến cũng vậy. Khi mà mình cho rằng nó có một cái tôi, có một cái ta, có một cái linh hồn bất biến, có một cái gì đó nó trôi nổi từ đời này qua đời khác, thì phải suy nghĩ cho nó hợp lý hay không. Bởi vì rõ ràng ấy,
là mình có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thiện, lúc ác. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình tự hiểu mình ấy, tại sao mà mình mê một cái chuyện là có cái gì đó đi từ cái này kiểu khác. Tại sao mình không chấp nhận cái chuyện lắp ráp như là lời Phật dạy? Đức Phật dạy mọi thứ là lắp ráp, tại sao mình không thích cái đó? Mà tại sao mình muốn có một cái gì đó mà nó đi suốt từ đời này qua đời khác? Mình muốn nó có một cái gì đó để mình gọi là tôi, là của tôi. Tại sao vậy? Cái điều đó, cái chuyện đó nó hoàn toàn không có lợi gì hết. Mà tại sao mình muốn như vậy? Tại vì nhiều đời mình đã có cái tâm thức tư hữu. Đời đời mình đã muốn xác định cái gì đó là tôi và của tôi, nó đã quá quen rồi. Chứ thật ra mà nói, hiện giờ tuy vẫn là còn phàm 100%, nhưng mà tôi vẫn mê là Phật ở điểm là Ngài dạy rằng mình là đồ rác. Tôi rất là an lạc khi mà tôi chấp nhận cái quan điểm đó. Tôi chỉ là đồ rác, đồ lắp rác, chứ không có cái gì là tôi hết. Mà nếu không có cái gì là tôi thì làm gì có cái của tôi. Biết như vậy nó an lạc hơn chứ. Mắc cái chứng gì mà mình phải đi tìm cái gì đó là tôi, là của tôi? Mắc cái chứng gì mà mình phải đi xác định là có một cái gì đó liên tục, thường hằng, bất biến, trường cửu, thiên thu? Thì cái đó cái chỉ là chỉ nó cần thiết nha. Như vậy thì cả thường kiến và đoạn kiến nó đều là cho mình khổ thôi. Bởi vì mình chấp chặt, mình thấy rằng mình đúng thì cái đó được gọi là kiến thủ nha. Thì còn cái giới cấm thủ là sao? Là có những người cũng có lòng sợ khổ nha, cũng muốn giải thoát nhưng mà chọn sai cái pháp môn. Cái chọn sai đây nó có nhiều cách, nó có nhiều lý do. Một là do căn tánh cái đời trước họ thích đi theo cái đường lối tu hành tào lao như vậy. Thứ hai đó là do cái bối cảnh hiện tại đó. Thì cái thứ nhất đó là khuynh hướng tâm lý ha, cái khuynh hướng tâm lý. Cho nên là đời này họ lúc nào thấy cái pháp môn nào mà nó gần gần giống như thích cầu nguyện, thì sanh ra cái đời nào cũng vậy hết, là thích cầu nguyện, thích giao phó mọi sự được cho một cái đấng chí tôn cao siêu trên trời trên mây nào đó. Rồi mình chỉ ăn rồi chỉ cầu nguyện Ngài thôi, mong mình Ngài nhủ rủ lòng thương, rồi Ngài ban cho mình cái này, mình ban cho mình cái kia. Nó nhiều đời cái khuynh hướng của mình là như vậy đó. Cho nên sanh ra đời đó hả, mà cứ gặp người nó tôn giáo một cái là nhào vô được kiếm cái đạo nào mới có cái ông mà nào đó cao siêu để mình xin ổng thôi. Nó quen như vậy rồi nha, nó quen vậy đó. Cứ là cứ hễ mà nói tu hành giải thoát rồi cứ kiếm cái ông nào mà đội đầu để mà xin ổng. Đến cái lúc mà vô gặp Phật pháp rồi đó cũng vậy, cứ ăn rồi chỉ biết vô chùa cứ xin Phật phù hộ thôi. Đó, cái đó có thấy quen như vậy. Thứ hai nữa là do cái môi trường sống hiện tại. Bà con còn nghe không? Bà con còn nghe không? Không sống được. Rồi. Thứ hai là do môi trường sống hiện tại, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chung quanh mình là toàn là cái thứ đó không? Rồi sao nữa? Bây giờ mình có online, mình có internet, mình có trang web, mình có sách vở nè. Trong đó mình cứ mở ra mình đọc toàn là mấy cái mà nó kêu gọi pháp môn này, pháp môn kia, rồi mà pháp môn năn nỉ đó, từ là pháp môn năn nỉ đó. Pháp môn vội vĩnh, có nghĩa là cầu cho được cái này, cầu cho được cái kia, thì cái đó gọi là pháp môn vội vĩnh. Pháp môn năn nỉ, pháp môn giao phó cho người khác, hoặc là pháp môn làm dâu, được gọi là pháp môn làm dâu cũng được. Có nghĩa là tự nhiên mình đang là con gái, mình tự do, mình tung tăng với cha mẹ ruột của mình, với anh em ruột của mình. Rồi mắc cái chứng gì tự nhiên mình đi lấy cái thằng mắt gió nào đó, cái mình về mình làm dâu nhà người. Buồn vui theo cái buồn vui của người ta hả? Ăn cơm nhà người ta, làm việc cho nhà người ta, đẻ con cho nhà người ta. Rồi con mình nó cũng mang cái họ của người ta, gọi là làm dâu. Thì mình cũng vậy, tự nhiên cái là mình đang tự tại vô ngại, rồi tự nhiên cái là đi theo một cái đạo nào đó, rồi cái mình lệ thuộc nó, rồi mình cứ ăn rồi cứ cầu thử một cái đấng gì đó ban cho mình này, ban cho mình cái kia. Mà trong khi đó hạnh phúc và đau khổ là do chính mình tạo ra, mình đã đi xin người khác vì nghĩ một động trời không. Và đối với Phật tử Nam Tông, tôi cũng vẫn nhắc lại một điều, cầu tâm bảo là cầu cái gì? Phật dạy cái gì thì mình hành trì theo Ngài thì mình được an lạc. Nếu mà cái quả nó trổ, mình bệnh thì mình ráng mình chịu. Mà cái nghiệp nó tới lúc mình phải chết thì mình lăn đụng ra mình chết thì thôi. Chứ còn nếu mình trông đợi tam bảo phù hộ cho mình, nếu mà ai có lòng đó, tôi xin hỏi người nó mấy câu thôi. Quý vị có biết Đức Phật vẫn còn bệnh không? Bệnh thì đến cái lúc
cuối đời đến cái lúc mà coi như ba nốt nhạc nữa là ngài viêm trịch, ngài vẫn còn bệnh kiết lỵ, các vị có biết cái đó không? Ngài bệnh tới lúc chết luôn mà. Các vị có biết rằng trong đời Đức Phật là chỉ 1/10 cái tai nạn của ngài mà đổ lên đầu của mình đó là mình đã chết cha mình rồi nha. Đức Phật là tai nạn nhiều hơn mình biết bao nhiêu lần, mà chỉ 1/10 của ngài đó mà đổ lên đầu của mình đó là mình chết rồi. Ví dụ như cái vụ mà người ta thả voi, voi điên ấy, thả voi say ra rồi người ta giết người, nó vùi xác đằng sau nhà của mình, rồi người ta du oan cho mình, rồi người ta giả độn bụng, người ta du oan cho mình, rồi nó thuê thích khách giết mình hả, rồi đó nó đè mà ra nó chửi bới suốt ngày. Ví dụ như vậy, quý vị có chịu nổi hay không? Ngài là bị nạn mà để hết nạn là niệm làm sao? Rồi ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông Minh Tăng hả, cũng chết do cướp giết. Rồi bà Úp Bá Lô Văn Na đệ nhất thần thông Bình Ni á mà cũng bị người ta cưỡng hiếp, vì nghĩ có động trời hả, toàn là đệ nhất thần thông công rồi hả, mà đắc A La Hán nữa hả, mà nghiệp tới rồi là trở ra kịp hả. Thì mình bây giờ mà mình ngồi mình cầu nguyện tam bảo bảo phù hộ là cầu cái gì? Cái quan trọng nhất là Phật dạy mình sống làm sao mình sống đi che xấu mà nó trổ thì thôi mình đi. Nhưng có cái này tôi tin là tôi tin hai chuyện. Thứ nhất là nếu mà mình tu hành là phước báo nhiều thì nó cũng có thể nó ngăn chặn hoặc là nó gia giảm chút ít cái khổ khi mà cái quả trổ, đó là điều thứ nhất tôi tin có, nó có ảnh hưởng ít nhiều. Điều thứ hai đó là tôi tin chắc chắn là khi mình tu tập như vậy là mình đã gieo cái duyên lành giải thoát cái đời sau, mình đã gieo cái hạt giống an lành cho đời sau đó, đó tôi tin. Chứ còn cái chuyện mà mình ăn rồi đi mình cầu nguyện người này người kia phù hộ rồi đeo hình đeo tượng trên người, tôi thấy cái chuyện vậy mà tin được thì cái này tôi xin thành thật chia buồn cùng quý vị nha. Chứ cái đó là coi như là quý vị cái đầu óc của vị nó quẩn quá, nó chịu suy nghĩ quá quẩn đi. Mà quý vị biết cái một cái người mà coi như tay chân mà nó quẩn, nghĩa là nó không chịu vận động thì nó bị teo nha, bị teo, nó bị yếu, khi gặp chuyện nó không có làm việc như ý được. Thì cái suy nghĩ, cái tâm tư, cái đầu óc của mình cũng vậy, mình lười biếng suy tư hả, thì cái lúc mà cần phải xài cái nó thì nó không có phát huy được cái hiệu quả hả. Cho nên nó là nhớ cái đó, trên cái giới cấm thủ là cái cấm đầu cấm cổ đi theo một cái pháp môn mà coi như là nó nằm ngoài cái lý tưởng, nằm ngoài cái tinh thần của bậc chánh đạo, được gọi là giới cấm thủ. Còn cái ngã chấp thủ cho rằng đây là tôi và của tôi. Mà hôm trước thì tôi thu gọn lại tứ thủ chỉ còn trong hai điều là chấp chặt trong hưởng thụ và trong ý niệm chấp ngã. Đó, nói gọn nhiều đó thôi, chỉ còn trong hai điều là chấp chặt trong cái hưởng thụ, nghĩa là thích này thích cái kia, kể cả pháp môn tu hành của mình nó cũng kẹt trong hai cái này. Còn kể cho đủ thì là gì, là chấp chặt trong cái sự hưởng thụ, chấp chặt ở trong cái quan điểm sai lầm của mình, chấp chặt ở trong cái pháp môn hành trì tào lao của mình, và chấp chặt ở trong ý niệm tôi là hoặc là của tôi là cái gì, tôi là cái gì, là của tôi, cái này của tôi, cái kia của tôi, thì bốn cái nhớ dùm cái đó. Mà tôi ngạc nhiên ở một chỗ là không biết quý vị có còn nghe hay không. Có nhiều khi mình nói rồi cái là một hồi cái nổi cơn lên báo đó là coi như là nãy giờ mới nghe gì hết đó, cho nên mình nó đọc cái chỗ đó. Mà quý vị mà nếu mà không có cái lòng nghe đó thì thôi mình nghĩ là cái chứng gì mà mình đi vô đây mà từ giờ quý vị của tôi nằm tôi coi phim tàu chứ ok. Rồi tiếp theo đó là cái kinh duyên này thì đi tới duyên, quên trong đó cái chỗ này mới quan trọng nè. Dầu chư Phật có ra đời hay không thì dòng luân hồi cũng diễn ra với cái hình thức 12 duyên khởi, đó là điểm chứng. Dầu chư Phật có ra đời hay không thì từng chi, tức là từng điều á,
trong 12 chi duyên khởi cũng đều là vô ngã, vô thường, mong manh. Đó. Thì cái chữ ở đây là càng minh châu cái gì đó, ly tham tánh. Trong kinh này được ngài dịch từ chữ viraga, mà thực ra chữ này chỉ là một trong ba nghĩa của chữ viraga mà thôi. Ở đây chữ viraga phải được hiểu là vô thường, biến dị, nhạt nhòa. Nghĩa gốc của nó là nhạt nhòa, là mau phai. Vì cái chữ này nó có ba nghĩa. Chữ viraga đó, một, tại sao tôi làm khó như vậy? Bây giờ tôi không làm khó, bây giờ không hiểu chữ này nghĩa là gì hết. Viraga có nhiều nghĩa ha. Một là ly tham, rồi cái nghĩa thứ hai đó có nghĩa là cái sự nhạt màu, phai phôi, cái sự vô thường, mong manh, phù du. Đó là mừng nhớ gì vậy đó. Mà trong trường hợp này á, người ta có ba nghĩa mà ngài chỉ lấy cái một nghĩa thôi. À, rồi các vị hỏi tôi sửa gì đâu, sửa gì đâu, rồi làm ơn tôi nói luôn. Ở trong đây trong chú giải giải thích thế này. Viraga. Trong chú giải mình rất rõ ràng ở đây nó bằng là chữ viraga. Rồi cái gì nữa? Là paluc. Cái ghi chứ không thôi, không mới ghi rồi cái quả lớp nha. Cái thầy đó. Còn có lướt trên đó, này là trong ti ca. Đó. Ở trong đó người ta giải thích như vậy đó. Ở đây mà mấy trung tâm này có ai quan tâm với mấy cái chữ này không? Chứ ngày xưa và cách đây mà 25, 27 năm về trước. Trời, cái người này nó mát. Cái người này tại sao nó không chết? Tại sao cái người này không chết hay thì chứ? Cái chữ viraga nó có ba nghĩa. Thì khi nào mà nó là cái nghĩa là ly tham đó, thì nó dịch là vô nhiễm nha. Còn trường hợp như cái nghĩa, mấy cái nghĩa sau đó thì nó phải dịch khác nữa. Các vị nghe kịp không? Nó có ba nghĩa thì hãy khi nào nó mang nghĩa một thì nó dịch là vô nhiễm nha. Còn khi nào nó có mang cái nghĩa là sự phai phôi, bởi vì mặc dù nhiễm nó có nghĩa là nhuộm, đúng, nhiễm nó có nghĩa là nhuộm, nhưng mà trường hợp như bây giờ cái miếng ni lông mình nhuộm mà nó không có ăn thì mình không có kêu là vô nhiễm, bởi vì cái đó là hiểu lầm. Thế Việt Nam mình cái chữ vô nhiễm là chỉ cho cái sự trong sạch, chỉ cho cái trạng thái tâm mà nó không có bị nhuộm màu phiền não, nó không có nhuốm màu phiền não, rồi vô nhiễm. Mà ta đã nói ba nghĩa rồi, rồi bây giờ đi hỏi là nhớ cái dịch là vô nhiễm được không là sao? Hả? Các vị nghĩ coi, các vị có phải các vị có rảnh lắm không? Ok. Rồi nó cho mình ba nghĩa mà đi hỏi như vậy đấy. Mà tôi thấy làm lạ. Trời ơi, tôi giảng tôi không có cần mà con vô nghe đâu, mà tôi lấy làm một chuyện thôi. Cái giọng của tôi thì có nói là nó khó nghe thiệt đó, nhưng mà tôi cung cấp cho bà con quá nhiều thứ đó. Tôi ngồi tôi nghe tôi biết mấy vị đang giảng cái gì, cười đùa rồi giảng mấy chuyện mà mang cái cảnh đại chúng mà như cái bà con Việt Nam mình, tại sao cái đạo mình tới là mình là 2000 năm Phật giáo mà. Từ khi ra soi Phật giáo miên mình không bằng miên, người ta coi của tâm tạng miên từ đời nở đời nào, mình bây giờ mình mới bắt đầu tập tễnh lò mò mình có, chưa kể nội dung của nó, chưa kể cái giá trị của những bản dịch, chưa kể nha. Mà giờ mình tới bây giờ mình mới lò dẫn người ta là ta chú ý, ta chú ý cái gì mà cái chuyện cần phải làm. Còn người mình nó cái gì mà nó dễ dãi thôi, mà nó có hai điều. À, tôi nói 1350 tỷ lần đó là trong đời sống hay là trong cuộc tu,
mình để ý cái mình cần là cái gì, cái mình thích là cái gì. Mà Phật tử Việt Nam mình nó còn lớn, mình chú ý, mình chạy theo cái mình thích nhiều hơn là cái mình cần. Mà cái việc tưởng tượng như bây giờ đừng có nói tinh thần, mà nói trong cái vật chất. Mà mình ăn, mình mặc, mà mình lựa toàn là mấy cái thứ mà mình thích không nữa. Thì quý vị hình dung nó ra cái gì? Mình ăn, uống, thuốc, men, đồng thời mình phải lựa cái mình cần, chứ đâu phải mình chỉ chú ý vào cái mình thích. Bởi vì quý vị biết, tôi biết tôi nói cái này nó mất lòng dữ lắm, mà nó không thể không nói. Là đêm hôm qua đó, tôi tình cờ tôi vô tôi đọc báo. Mỗi ngày nào tôi cũng phải coi chú giải, để tôi dầu không nhầm ngày giảng tôi cũng phải coi. Mà rồi vẫn vỡ mệt mỏi óc, tôi cũng vô tôi kiếm mẹ kêu tôi coi báo chí tin tức. Là tự nhiên tôi liếc tôi gặp nguyên một cái đám mấy cái bà mà sồn sồn ấy trong báo. Cái bài báo thì tôi quên bắt rồi, mà trang điểm phấn son của tôi, tự nhiên tôi coi cái hình đó, tự nhiên tôi trở một mình nè, nên tôi không biết nói với ai. Nhưng mà tôi giật mình, tôi thấy cái này đúng như là mấy người này chạy theo cái họ thích, chứ phải chạy theo cái họ cần. Họ quên mất một điều, đó là phấn son, nữ trang, áo quần, những cái này là để trang điểm cho mình đẹp. Còn mình mặc vô mà nó không đẹp thì mặc làm cái gì? Mình mặc bình thường được rồi, chỉ còn những cái thứ đó là nó thêm vô, nó chỉ nó càng đắt tiền gì nào, nó càng màu mè chừng nào thì nó làm cho người ta chú ý mình nhiều hơn thôi nha. Cho nên mình mặc, mình nhắm mà những cái thứ mình nào mà mình gọi là đẹp đó, thì mình chỉ sử dụng nó khi mình tin chắc rằng mặc vào mà mình thuyết phục được thiên hạ thì mới nên xài. Còn không là cái bình dân cho rồi nha. Tôi biết tôi nói thì rất là sốc nhiều người, nhưng mà nó gần với vấn đề Phật pháp ở đây, có nghĩa là mình chỉ nên chấp nhận cái gì nó cần thiết thôi, còn cái thích thì có lẽ mình phải bỏ bớt rồi nha. Ở một cái tuổi nào đó, rồi chưa kể là ở một cái nhân dáng, một cái ngoại hình nào đó, thì có lẽ là mình phải xét lại, mình bỏ bớt đi. Bỏ bớt ba cái vụ mà dòng vàng, phấn son, rồi thời trang, rồi nó mất bớt, chứ còn nó kỳ dữ lắm. Bởi vì khi mà mình nhắm, mình mặc vô, mình đeo vô mà nó không có đẹp đó, mà mình cứ rác, mình giận, mình thồn, mình nhét vô đó, thì mình vô tình mình chỉ tạo ra cái sự chú ý cho người khác thôi. Mà người khác họ nhìn mình nên thì nó thảm lắm nha. Nó thảm lắm. Tôi không có can thiệp được, tôi với các vị, nhưng mà thì nó liên hệ đến vấn đề Phật pháp thôi. Thì Phật pháp cũng vậy, nó có những cái pháp môn, có những cái vấn đề thì về tinh thần mà mình thấy là nó chỉ có hại mình, nó không giúp được mình, thì tôi nghĩ có lẽ là mình nên bỏ. Chứ cái kiểu mà coi như là đi vô chùa Phật pháp thì cũng vừa học mà cứ canh lễ lạ cái gì thì thôi, quần là áo quý vị mà cũng vừa mấy ông thầy mấy gì cũng sắc, rồi lấy cái gì mà bằng pháp tốt. Nhưng mà mình đi chùa mình chỉ biết có cái làm phước thôi, rồi không có coi cái chuyện học đạo là quan trọng ha. Rồi cứ chờ lễ, chờ có đám đông là nhào đó làm phước thôi, chứ còn không có một mình là không có tự tu tập được, không có tự an lạc được. Thì tôi nghĩ rằng rõ ràng là mình có vấn đề này, có vấn đề nha. Mình không có tự mình sống một mình được. Cho nên cái điều quan trọng nhất cái đây đó, tôi quay lại về kinh đó, là Đức Phật đã xác định rằng dầu chư Phật có ra đời hay không có ra đời thì cái dòng đời, cái dòng sinh tử nó vẫn có mặt với cái sự chi phối của 12 duyên trời, và nó được hình thành qua cái 12 duyên trời. Mà điều đặc biệt nữa là từng điều ở trong đó, từng cái gọi là nhân hay quả trong dòng duyên khởi đó đều là vô thường, vô ngã. Đó, cái nội dung phần kinh nhiêu đó thôi. Mà tại sao tôi coi nặng cái này? Là bởi vì mình khổ là chỉ vì lý do đó, là mình không biết mình là cái gì. Đó là cái lý do thứ nhất. Mình không biết mình là cái gì. Mình cứ tưởng mình có một cái tôi, có một cái ta nào đó, thì khi mình nghĩ mình có cái đó mình mới khổ. Còn mình coi nặng cái đó, chứ lẽ ra mình phải quan sát nó giống như một dòng chảy thì nó bớt khổ nhiều lắm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình quên mất rằng cái này là thần chú này. Mình quên mất rằng tất cả
niềm vui hay là nỗi khổ nó đều xuất hiện trong nháy mắt. Đấy, nhớ cái chuyện này. Dầu thiện ác buồn vui thì nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, cái sau nó thay thế cho cái trước. Đó, đó, các vị đọc kỹ ra đi. Ở đây này cái tùy theo đó là như tánh, à, ở đây nó là tất cả những cái già chết hay là tham sân si trong duyên khởi này nói đó, đều là hoặc là vô thường, là hữu vi, là duyên sanh, là biến hoại tánh, biến diệt tánh, biến diệt tánh, đoạn diệt tánh. Có nghĩa là nó tất cả thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui xuất hiện chớp nhoáng. Cái tâm mà lầm nó tâm thiện đó, nó là do vô số sắc na mà nó ghép nên, mắt là sắc na kia nó xuất hiện nha, sắc na là mắt là sắc na kia nó xuất hiện thay thế nha. Thì dĩ nhiên tuy nó ngắn ngủi thiệt, nhưng mà cái thiện hay cái nhân thiện thì sẽ cho ra cái vui, nhân ác thì sẽ cho ra cái khổ. Đúng, đó đúng, nhưng mà phải nhìn nhận cả nhân và quả, cả thiện quả đều là chấp nhoáng. Chỉ vậy thôi nha. À, thiện ác của vui sẽ chấp nhận. Mà tại sao tôi nhấn mạnh tôi nói cái này quan trọng là bởi vì trong lúc mình đau, mình bệnh, lúc hấp hối, nếu mà mình hôn mê thì thôi, còn nếu mà mình tỉnh táo, mình còn tỉnh, mình cứ quan sát thế này, bây giờ cái nỗi sợ nào của mình đó, nó cũng chỉ là chấp nhận. Nỗi đau nào của mình cũng chỉ là chấp nhận. Cái sự nhớ thương, cái sự tiếc nuối nào nó cũng là chấp nhận. Bây giờ mình có quan nghĩ trong Phật Pháp, mình sẵn sàng ra đi, thì cái sự quan nghĩ đó nó cũng là chấp nhận. Đời sống này nó phải hiểu như vậy đó. Tức là từng thứ thiện ác buồn vui nó bị điều chốt lắm. Cái chuyện mà mình thấy mình hay, mình giỏi đó, thì thật ra là tại vì mình đang chơi một cái trò gọi là khắc chu cầu kiếm, tức là khắc dấu mạng thuyền. Biết các vị còn nhớ cái câu chuyện đó không? Trong râm các vị còn nhớ câu chuyện đó không? Nó trong kinh mà chuyện mà đời đó. Tức là ông công tử cũng đi lên thuyền mà làm rớt cái thanh gươm. Rồi mới kêu với người đệ tớ đó nhảy xuống sông lụm lên. Thì người đệ tớ mới nói là ông chủ yên tâm đi, công tử yên tâm đi, con làm dấu chỗ nó rớt rồi, lát nó vô bờ nước nó cạn hơn, cái mà này nó sâu lắm, con không dám lặn đâu, nhưng mà để vô bờ nước nó cạn rồi còn mới mò. Thì ông công tử ngạc nhiên hỏi chứ nó rớt ở đâu mà mò ông bà. Nói dạ thì đây, cái chiếc thuyền mình đang đi đây, thì nãy công tử làm rớt ngay chỗ này trước mặt con thấy mà, thì con đã làm dấu rồi, thì lát nữa vô đó thì con sẽ mò. Thì các vị thấy cái dấu mà cái người đẹp đó họ khắc là khắc trên chiếc thuyền, mà đôi khi cái thuyền nó đang đi trên nước, như vậy thì một hồi mà vô tung bờ mò sao được. Tức là gươm, thanh gươm nó rớt ở điểm A mà mò ở điểm C, điểm F làm sao mà mò hả? Thì cũng vậy, hôm nay mà mình ngồi mình nhớ là chuyện xưa, là xưa cái chuyện nó vui quá, những cái tháng ngày nó thơ mộng tình tứ lãng mạn quá, những ngày đó nó đẹp quá, rồi mình toàn bộ những cái nỗi niềm vui của mình nên là toàn là cái chuyện của mình cắt dấu mạng thuyền, có nghĩa là vậy đó, nó đã qua mắt rồi thì mình ôm nó lại đừng thấy vui. Chứ còn nếu mà mình quan sát tinh tường ấy, thì mình chưa kịp cầm lấy nó, chưa kịp nhìn thấy nó là nó đã mất rồi. Không phải nói như vậy, chưa kịp. Vì theo trong Thì Đà thì khi mình nhìn một hình ảnh gì đó, mình nhìn hình ảnh gì đó ấy, thì mình coi như là biết được nó đẹp đó là cái gì ấy, thì coi như là cái tâm nhận thức nó đã vô thường rồi. Cái tâm của cái mình đang thấy trước mắt đó là tâm nhận thức thứ 1 triệu, thứ 2 triệu rồi. Mà chính vì thấy được cái sự chớp nhoáng này nè, thì mình mới không có những cái bận tâm hồi ức tưởng tiếc về quá khứ, là ngồi nhớ lại chuyện xưa. Có nhiều người họ coi kinh, họ hỏi tôi, họ nói sư đâu có ai mà khùng mà ngồi suy nghĩ ta có mặt trong đời quá khứ hay không, rồi ta có mặt như thế nào, đâu có ai mà nghĩ vậy sư. Thì tôi mới giải thích thế này, cái nguyên văn trong kinh xưa thì nói như vậy đó, nhưng mà cái nội dung thì mình phải hiểu thế này, là mình ngồi mình nhớ lại cái chuyện quá khứ, đó gọi là hồi tưởng quá khứ. Mình dự định, mình trù hoạch, mình tính toán trong tương lai, đó gọi là sống cho tương lai nha. Mà với một cái người mà không hiểu cái lý vô ngã đó,
thì cứ nghĩ rằng cái đó là quá khứ của tôi, đó là cái tương lai của tôi. Mà trong khi đó, đối với một người mà hiểu đạo đó, đặc biệt là có hiểu qua cái giáo lý duyên khởi đó, thì các vị thấy toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là một cái chuỗi dài ghép nối của nhân và quả. Mà cái nhân đó nó vô thường và cái quả đó nó cũng vô thường, và mọi thứ nó tồn tại một cách chớp nhoáng, có đó rồi mất đó. Đấy. Mà khi mà mình thấy nó là một dòng chảy bao gồm toàn là những thứ chớp nhoáng như vậy đó, thì mình không còn tha thiết gì trong cái chuyện cố nhớ quá khứ hay là cố tưởng về tương lai. Nhớ cái đó, mày thấy nó đã làm những dòng chảy chớp nhoáng không có đáng gì hết. Tôi nhớ, tôi phải đi kể chuyện của tôi, tức là ngày trước, cách đây đúng 20 năm, năm 1994, tôi có một lớp giảng A Di Đà ở dưới Mỹ Thuận. Thì tôi có kể bà con một cái ví dụ, lúc đó tôi đang giảng dưới một cái, trên một cái sân gạch, có mấy cái kế bên một cái con rồng. Tôi nói rằng nếu mà, tôi hỏi bà con mấy người đang ngồi đó, tôi nói, theo quý vị đó, có bao giờ quý vị sanh ra ở đây này, có bao giờ quý vị thắc mắc là dưới con rạch này nó có bao nhiêu tôm, cua, cá, tép, rồi hai bên bờ của nó có bao nhiêu trùng, bao nhiêu dế, bao nhiêu rắn, bao nhiêu ếch, quý vị có bao giờ quý vị muốn biết cái con số đó hay không? Thì mấy người đó là họ là người dân địa phương mà họ sanh ra ở đó, mà nó trả đất, nó đâu có cần chứ. Thí dụ như ngày xưa tụi con không biết đạo, ví dụ như vậy. Thì thí dụ như bây giờ thôi, nói người khác họ không biết đạo thì họ xuống, mà khi nào cần ăn để xuống mà mới bắt cá bắt tép lên ăn ăn xong thôi, chứ bây giờ ai bận tâm ở dưới có bao nhiêu con này bao nhiêu con kia làm chi. Thì tôi nói cũng vậy đó, với một cái người mà họ hiểu được cái sự tào lao của cái dòng sinh tử đó, thì họ cũng không có còn dành nhiều thời gian để mà họ tưởng nhớ về quá khứ. Đức Phật thì nhắc về quá khứ là khi nào cần thiết thôi. Tôi vì ngày nói là không phải bây giờ mà đời xưa cái người này họ cũng như vậy rồi. Cho đến ngày kể chuyện đó xong thì ngày mến nội đó, các ngươi hãy thấy rằng các hành là vô thường. Mọi sự ở đời đó là mong manh. Ngày xưa là ai công hầu, ai canh tướng, ai nghèo đói, ai trộm cướp, ai thiện hay ác. Rồi bây giờ đây là vị tỳ kheo ngồi trước mặt mỗi người đây. Đây cái chuyện nhân vật ngày nãy, đây là cái người ông cụ đang ngồi ở đây, đây là đứa bé đang ngồi ở đây, đây là những cái chân vật mà Như Lai đã kể được câu chuyện đó. Đây chính là cái sự vô thường. Ngày khi nào ngày cần đó thì ngày mới kể là chuyện xưa, chứ còn trong cái nhìn cái bậc thánh chuyện xưa nó có là cái gì hết. Giống như hồi nãy tôi nói cái chuyện mà mình biết ở dưới kinh rạch đó, nó ở dưới con rạch đó nó có bao nhiêu con cá, con tép, con cua, con rùa, con rắn, con nhái, con chi. Cái chuyện đó nó không lợi ích gì hết, nó tào lao mà nó boring, nó tẻ nhạt, nó buồn chán, nó vô vị, nó vô nghĩa, nó vô ích, nó vô duyên. Thì đây cũng vậy, khi mà hành giả hoặc là một người học đạo mà thấy rõ rằng mọi thứ nó do vô minh duyên hành, thành duyên đức, tức duyên danh sắc, mà nó cứ đời này qua đời khác mà nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy, họ chán. Mà khi họ chán như vậy họ không còn tưởng biết quá khứ tại Như Lai nữa. Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa, tôi giờ tôi mệt rồi, tôi muốn giảng nữa. Tôi nhắc lại một chuyện quan trọng nữa, đó là các vị còn nhớ có bao nhiêu cái lý do mà mình thích hay là ghét một cái vật không? Trong tâm còn nhớ hay không? Trời, quên luôn. Thấy chưa? Giảng cho đã rồi đó, quên mất. Bao nhiêu lý do để mình thích hay là ghét một cái vật gì đó? Một là tiền nghiệp nó đẩy xô mình, thứ hai là khuynh hướng tâm lý hiện tại, cái khuynh hướng tâm lý của mình xưa giờ, thứ ba là cái bối cảnh sống hiện tại. Cái tiền nghiệp là sao? Là do cái tiền nghiệp nó mới đẩy tôi vô trong cảnh giới đó, chứ không có phải là do tiền nghiệp thì mắc lầm. Không phải do tiền nghiệp thì làm sao mình tôi có mặt ở Bạc Liêu. Nếu mà do tiền nghiệp thì tôi đi về tôi làm một người Do Thái, hay là một cái người Lào, hay là một cái anh chàng Uzbekistan, Kazakhstan gì ở trên bên Liên Xô, nó mắc cái gì mà tôi về tôi làm người Việt Nam mà cái lại. Mà Việt Nam nó dài thòn, tại sao tôi không về Đà Nẵng, tại sao tôi không về Nha Trang, tại sao tôi về cái lại. Thì nó là cái tiền nghiệp. Rồi cái thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý. Đó giờ tôi là người tham nhiều, sân nhiều. Đó giờ tôi thích ăn, thích nhậu, thích gái, thích trai, thích BD, đó. Đó là tâm lý hiện tại.
Rồi cái thứ ba là cái môi trường sống. Đó, cái môi trường sống. Đó có nghĩa là tiền nghiệp con cũng chưa có đủ, mà khuynh hướng tâm lý cũng chưa có đủ, mà còn có môi trường nữa. Cho nên tôi mới thích cái này, thích cái kia, tôi mới ghét cái này, mới ghét cái kia. Chứ trên đời nó không có cái gì mà nó độc đáo, nó hay ho đến cái mức mà đáng để tôi thích. Bằng chứng là tại sao kém mà tôi thích đắm đuối đê mê, mà tại sao thằng Tèo thằng Lý nó không thích. À, các bạn biết tôi coi báo, tôi thấy Việt Nam có nhiều người đó, là coi như nó là một cái ly trà đá mà cho người ta đó, cho người nghèo đó, thì họ cho không nổi, mà họ dám bỏ ra cả tỷ đồng họ mua cái xác xe máy. Biết tôi biết trung tôi hiểu cái chữ xác không? Xác xe có nghĩa là cái chiếc nó bây giờ chạy hết được rồi, chứ còn là đó thì cái xác thôi, hiểu giống như đó, giống như cái xác nhà đó. Có nghĩa là cái nhiều khi mấy cái nhà rường, mấy nhà cổ đó ở không có được nữa, nhưng mà cái bộ cổ nó còn tốt, nó còn đẹp, thì người ta mới mua nó về để mà người ta sử dụng lại cái gì mà còn dùng được thì gọi là mua cái xác nhà. Còn mua cái xác xe, nghĩa là cái xe đó bây giờ là coi như là nó hết chạy được rồi, nhưng nó chỉ còn có cái hình dáng bên ngoài thôi. Mà nhiều người bây giờ ở trong nước tôi coi báo, họ bỏ ra cả tỷ đồng á, tức là khoảng mấy chục ngàn đô la họ mua cái xác xe. Bởi vì cái đó là chiếc xe mà đời cuối mà của thập niên coi như là 30, 40, bây giờ nó đã hết rồi, nó không còn nữa. Vì bây giờ có tiền họ muốn chơi trong nhà nó cho người ta nể, bị thấy kỳ cục không? Nó lạ như vậy, họ tưởng đó là cái hay. Nhưng mà có biết bao nhiêu người họ coi cái xác xe đó ra gì hết. Có nhiều cái Việt Nam có nhiều người họ sưu tập những cái món mà nói thiệt chứ cho tôi cũng không thèm nữa, mà họ bỏ tiền muôn bạc triệu để họ chơi. Thì điều đó có nghĩa là tùy cái khuynh hướng tâm lý mỗi người, tùy cái tiền nghiệp, tùy cái môi trường sống đó, tùy vào ba cái này nè, nó mới khiến cho người ta thấy cái này hay nè, cái này dở nè, thích cái này nè, ghét cái này đó, nó từ chỗ đó nó ra. Nên cái hiểu thứ nhất là mình hiểu rằng mọi thứ thiện ác buồn vui đều là chớp chớp nhoáng. Thứ hai, những gì mà ta thấy rằng nó dễ ghét hay là dễ thương, những gì mà ta thích hay là ta ghét, thì tất cả những cái đó nó đều đến từ ba cái nhân này đây đó. Nhớ như vậy đó, nhớ hai cái này nè, thì tự nhiên nó bừng sáng cái bài kinh này ra. Khi mà hiểu được mọi thứ là chết nhớ. Thứ hai, những chuyện ta thích ta ghét nó đều có những lý do rất là rùi bu, rất là tào lao, rất là vô duyên, rất là vô lý. Thì hiểu được mấy cái này là tự nhiên mình mới hiểu, à thì ra bậc thánh tại sao mà các ngài nhìn cuộc đời này bằng một cái ánh mắt mình lãnh đạm dữ dội như vậy. Còn mình tại sao mà cặp mắt mình luôn luôn nồng nàn và chan chứa khi nhìn về cái cõi nhân gian này, là bởi vì mình hiểu lầm về nó nha. Còn các ngài thì các ngài nhìn cái cuộc đời này từ cái ngọn núi hồ nước cho tới con người, tới nhà cửa, tới những quan hệ xã hội, ngài nhìn đâu ngài cũng thấy nó chốt thể rằng nó là cái sự là ước lệ mặt ước. Không biết là bị hiểu cái chữ ước lệ không ta? Ước xe á, ước lệ mặc định, có nghĩa là mọi người thấy nó là như vậy, thấy nó là như vậy, quy định nó là như vậy. Mặc định có nghĩa là giống như là những đồng ý ngầm á. Nó là những ước lệ, những cái điều mặc định thôi, chứ nó tự nó không phải là những hằng số có giá trị bất biến, không phải. Nó không phải là cái gì đó cố định cứ hưởng, không phải. Vậy tức là ở một cái bối cảnh nào đó đó thì nó hay lắm, nó hay lắm, đẹp lắm. Ví dụ như quý vị nhìn cái trang phục của người châu Phi đó, nó đen thui mà thôi, nó màu tùm lum. Quý vị tưởng tượng bây giờ quý vị vô trong Google, quý vị đánh vào cái chữ là y phục của, đánh vào tiếng Việt cũng được, tiếng Anh cũng được, y phục của dân châu Phi đó. Mình để Africa fashion hay là Africa clothes, mình hết hồn luôn. Họ đen như cục than rồi thôi, mình mấy họ thì thôi, họ quấn, họ cột, họ đội, họ mang, họ đeo, cho nên đủ thứ đồ kỳ vô cùng, mà thôi họ hãnh diện, họ thích lắm. Rồi có những dân tộc mà họ căng cái môi họ ra, nó nhìn nó gì vậy đó, họ thích. Còn Miến Điện nó có một cái dân ca chinh đó, là khi mà con gái mà đẻ ra nó là coi như người ta lấy những cái kiền bằng đồng, người ta nâng cái cổ nó lên. Họ nâng đến một lúc nào đó là cái cổ của nó dài coi như là đến mức mà không tự đứng yên được, không tự đứng vững được. Có nghĩa là họ lấy những cái dòng đồng họ kiền nó lại, kiền mà thấy đẹp, thấy chất hết chứ.
Cho nên là mình nhớ rằng cái đẹp, cái xấu, cái ngon, cái dở ở đời này nó là những cái ước lệ, những cái mặc định, những cái quy định tạm thời ở một cái hoàn cảnh, một cái không gian, thời gian, một địa phương, một môi trường, một bối cảnh văn hóa xã hội nào đó. Chứ nó không phải là những giá trị hàng tại, bất biến và trường cửu, tuyệt đối. Nhớ nha. Hiểu như vậy mình mới thấy mọi thứ nó chỉ là một cuộc chơi rất là trẻ con. Ok. Gặp lại bà con ngày thứ ba. Bye bye. Bà con ngày thứ ba mệt, 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 bye bye.